皆さん、こんにちは。ホットニュースコマオです。 gần đây thì giống như là mình chia sẻ ở một số cái video thì là mình đang đọc cái cuốn sách là Automatic Habits. Trong tiếng Việt ý, thì cái cuốn sách này được dịch ra là Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ. Mặc dù là mình đọc cái cuốn này từ trước Tết cơ, nhưng mà cứ dây dưa mãi đến tận bây giờ mình vẫn chưa đọc xong được. Tuy nhiên trong cái cuốn sách này có khá là nhiều đoạn mà mình muốn trích dẫn và cùng học tiếng Nhật với các bạn, cũng như là để giúp cho mình nhớ được thêm cái nội dung trong cái cuốn sách. Cái phần trích dẫn ngày hôm nay trong cái video này nói về cái thí nghiệm thực tế để chứng minh cho cái việc là hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo rồi, thì cũng đã được áp dụng với rất là nhiều các cái nhà kinh doanh, nhà lãnh đạo trên thế giới. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng thử đọc cái phần trích dẫn này với mình nhé. Florida, no shohi, Florida Daigaku no Juri Hildesman kyōjū wa film sashin no class no gakusei o 2 no group ni waketa. Ở đây có nghĩa rằng là shohi ở đây là ngày đầu tiên của cái buổi học, thì trường đại học Florida. Giáo sư ấy tên là, ở đây tiếng Anh mình tra ra nó là Jerry Eastman. Đây là một cái giáo sư của trường đại học Florida. Thì đã chia số học sinh của cái nhóm mà Film Assassin là cái nhóm phim ảnh thành hai nhóm khác nhau. Futatsu no group ni waketa. Kyoshitsu no hidari gawa no gakusei wa zennin ryō no group da to kare wa setsumei shita. Kare wa setsumei shita, ở đây là ông ấy đã giải thích rằng là gakusei, số sinh viên mà ở phía bên trái của cái lớp học ấy, là cái lớp gọi là cái lớp liệu, hay còn gọi là cái lớp lượng, là cái lớp gọi là số lượng. Kono group no gakusei wa tsukutta sakuhin no ryō dake de saiten sareru. Số học sinh của cái nhóm này thì sẽ sai tên sareru, mình sẽ thấy động từ là ở dạng bị động, là sẽ được chấm điểm. Sai tên ở đây là chấm điểm, thì số học sinh của cái nhóm lượng này thì sẽ được chấm điểm chỉ với dakede, chỉ với cái số lượng mà tác phẩm mà tạo ra tsukutta sakuhin. Jūgyō no saishūbi ni kaku gakusei ga teishutsu shita sashin no maisu o soukei suru. Vào cái ngày cuối cùng của cái môn học thì sẽ soke suru, là sẽ thống kê cái số lượng những cái bức tranh mà số các học sinh đã nộp. Te suchu shita ở đây là đã nộp. 100 mai nara hyouka wa A, 90 mai nara B, 80 mai nara C, tuyu gurai da. Ở đây mình bắt gặp nữa là tuyu gurai da. Tuyu gurai da là kiểu như là ấy, là kiểu như là với 100 bức thì sẽ được đánh giá là điểm A, với 90 bức thì sẽ được đánh giá là điểm B, và 80 bức thì sẽ được đánh giá là điểm C chẳng hạn. Tối ưu gai đã. 一方, 教室 no 左側 no 学生 wa minna 室 no group になる. Thì 一方, đây là ngược lại, thì số sinh viên ở phía ở bên phải của cái lớp học ấy, thì tất cả mọi người sẽ được chia thành là, gọi đây là cái nhóm chất lượng, nhóm lượng, shitsu. Karera wa sakuhin no dekibai dake de saiten sareru. Thì karera ở đây là họ, là những cái sinh viên của cái nhóm này ấy, thì sẽ saiten sareru, là sẽ được chấm điểm chỉ với cái những cái tác phẩm mà dekibai. Dekibai ở đây là những cái tác phẩm mà nó hoàn thành tốt, những cái tác phẩm mà có cái chất lượng tốt. Gakki chiu ni seisaku suru sakuhin wa ichimai dake demo ii ga ai o toru ni wa hobo kanpeki na sashin de nakureba naranai. Thì ở đây mình sẽ thấy là mặc dù làm sao, mặc dù là dake demo ii, dù gì cũng được, làm cái gì thì cũng được, đúng không? Mặc dù cho dù là chỉ có một bức tác phẩm mà được tạo, đúng không? Ở trong suốt một học kỳ, gakki
Gaki Chiuni là ở trong suốt học kỳ đó thì cái tác phẩm mà tạo ra ấy thì chỉ có một tấm thôi cũng được. Tuy nhiên thì ayo tôi được nếu mà để mà lấy được cái điểm A ấy thì hầu như là sẽ phải đến cái đề bài Naranai là sẽ phải là một cái bức ảnh mà tuyệt vời. Hobo ở đây là để nhấn mạnh rằng là cái bức ảnh đấy phải là khá là tuyệt vời thì mới được điểm A. Gakki ga owaru to jūgyō ga ororoita koto ni subarashii sashin wa subete ryō group no sakuhin datta. Thì khi mà kết thúc cái học kỳ đó, koto ni là một cái cấu trúc mà mình bắt gặp ở đây, đó là thật là tuyệt vời hoặc là thật là đáng ngạc nhiên hoặc thật là vui vẻ. Đằng trước cái koto ni này nó sẽ là tính từ chỉ tâm trạng của bản thân để thể hiện cái sự ngạc nhiên, nhấn mạnh cái sự ngạc nhiên. Tuy nhiên thì làm sao? Khi mà kết thúc học kỳ thì Kyoshu là cái ông giáo sư đấy rất là ngạc nhiên rằng là Subarashi Sashin wa Subete là tất cả những cái bức tranh mà tuyệt vời đấy thì đều là những cái tác phẩm của cái nhóm gọi là nhóm lượng Leo Group no Sakuhin datta. Gakki chuu kono group no gakusei tachi wa sashi no tottari gosei ya hikari no gufu wo shite mitari, anshichi de samazama na shuuho wo tameshitari, shippai kara marandari to tottemo isogashii katta. Thì trong cái học kỳ thì số học sinh gakusei tachi ở trong cái nhóm này là trong cái nhóm mà đang nói về cái nhóm lượng ấy thì họ làm sao chụp ảnh này, sashi no tottari này, rồi làm sao shite mitari, rồi thử các cái kufu. Kufu là gọi là rất là chỉn chu hoặc là tìm tòi nhiều thứ đúng không? Họ thử nghiệm rất là nhiều các cái ánh sáng này, hikari no kufu là họ kỳ công đúng không? Kufu ở đây là họ kỳ công rồi tỉ mỉ thử các cái ánh sáng này, rồi thử các cái sự kết hợp khác nhau. Gose ở đây là sự kết hợp. Rồi an xếp sự đệ là trong cái phòng tối thì họ đã tamestari là đã thử những cái rất là nhiều samajamana, những cái phương pháp thủ công, rồi shippai kara manandari là học hỏi từ những cái thất bại và đã totemo isogashikatta và đã rất là bận rộn. Nambyaku mai mono sashi no sakusei suru naka de kijutsu wo migaite itta. Thì nakade là trong lúc làm sao? Trong lúc mà tạo những hàng trăm cái bức ảnh đấy thì cái kỹ thuật thì đã được mài giũa. Thì mình thấy trong cái câu này không có chủ ngữ, mà cái câu trước thì vẫn nói về những người học sinh ở trong cái nhóm lượng, và thậm chí cái câu trước nữa cũng như vậy. Nên là cái câu này khi mà dịch hết thì các bạn nên cho thêm cái phần chủ ngữ của hai cái câu trước, và nó cũng chính là cái chủ ngữ của cái câu này vào, để cho cái phần tiếng Việt của mình nó được gọi là clear hơn. Thì mình sẽ dịch là trong lúc mà tạo hàng trăm bức ảnh đấy thì số sinh viên của nhóm lượng thì đã rèn luyện được cái kỹ thuật của mình đúng không? Sono aida là trong khoảng thời gian đó thì Shichu Group wa tada suwatte kanpeki sa ni tsuite kangaete ita. Thì trong lúc đó thì nhóm chất thì tada là chỉ có suwaru là chỉ có ngồi thôi, rồi suy nghĩ về cái sự gọi là hoàn thiện, hoàn hảo. Soshite kekkyoku noruku wo shimeseru mono wa hotondo naku shinpyou sei no nai riron to heibon na sashin ga dekita dake datta. Và kết cục là đúng không? So ste kyokyoku kết cục là hotondo naku là hầu như không có thứ để mà biểu diễn hay là biểu thị cái năng lực, và dake datta là chỉ có làm được những cái tác phẩm gọi là hê bông là bình thường, rồi những cái tác phẩm mà shinpyouse nonai ly lông là những cái tác phẩm mà ở đây là không đáng tin cậy, những cái tác phẩm mà lý thuyết suông thôi, không đáng tin cậy. Kawaru tame ni saiteki na keikaku o tateyou to suru to ikitsumaru koto ga oi.
Thì yếu tố sư rưỡi ở đây là cố gắng làm gì đúng không? Thì cố gắng lập một cái kế hoạch gọi là saiteki, là một cái kế hoạch gọi là tối ưu để mà thay đổi. Thì gáo ôi ở đây mình sẽ thấy rằng là thường là đúng không? Rất là nhiều những cái trường hợp như là, nên là mình dịch ở đây là thường là, thường là sẽ ikitsumaru, là sẽ bị mắc kẹt. Thì mình sẽ dịch toàn cái câu này vì là nó không có chủ ngữ, nên là mình sẽ hiểu rằng là cái câu chủ này, chủ ngữ của mình nó là nói chung, nên là mình sẽ dịch là thường là khi mà chúng ta đúng không? Khi mà chúng ta cố gắng tạo một cái kế hoạch gọi là tối ưu để mà thay đổi thì thường sẽ bị mắc kẹt với nó. Ta tôi bảo một tổ mộ hay là cử kênh nêu sư được hồ hồ kinh nít cử ổ chứ kê được sai cô nó program cam bê kì nà phục cư ghiêu nó idea nào đủ đả. Ví dụ như là sao? Ví dụ như là mình sẽ cố gắng lập một kế hoạch mà thể hiện một cái phương pháp đúng không? Cái phương pháp mà cắt giảm nhanh nhất hay là giảm cân nhanh nhất. Cái từ gain liều ở đây bản chất nó là giảm cân, cái phương pháp gọi là giảm cân nhanh nhất này, hay là cái chương trình tối ưu nhất để mà luyện tập về cơ bắp này, rồi cái ý tưởng gọi là tuyệt vời nhất đúng không, để mà có cái công nghiệp, có cái công việc làm tay trái phục cư hiệu. Sai zen no hōhō o mitsukeru koto ni chikara o sosogu amari kōrō o okosu hima sae naku natte shimau, rằng là cái việc mà koto ni, cái việc mà tìm ra cái phương pháp gọi là tối ưu nhất, cái phương pháp hoàn thiện nhất ấy, mà mình chikara o sosogu amari, là mình gọi là đổ công đổ sức vào cái việc mà tìm ra cái phương pháp tối ưu nhất đấy, thì kodo o okosu hima sae naku natte shimau, thì ngay cả cái thời gian rảnh để mà gọi là hành động ấy, để mà hành động thì cũng không còn nữa, nakunaru nakunatte shimau. Voteru mo tsukatte saizen wa zen no teki dearu to kaite iru. Ngày xưa thì đây là một cái tác phẩm, đây là một cái tác giả người Pháp, người viết văn người Pháp tên là Voltaire. Ngày xưa thì cũng kaiteru là đã viết cái câu rằng là tốt nhất thì là kẻ thù của tốt đúng không ạ? Cái câu này thì thực ra thì bây giờ mình mới biết rằng là đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng từ rất là xa xưa rồi, của một cái nhà người văn, một cái nhà văn người Pháp. Và gần đây thì có rất là nhiều các cái vị kinh doanh ngày nay, như là ông chủ của Facebook này, rồi một số những cái nhà văn khác cũng đã lấy cái phương châm này để mà gọi là thực hiện những cái kế hoạch kinh doanh của mình ấy, là hoàn thiện tốt hơn hoàn hảo, rồi tốt nhất thì là kẻ thù của tốt ấy. Watashi wa kore o iko ga aru koto to kōrō o okosu koto no chigai to yonde iru. Và tôi thì gọi cái việc này rằng là, gọi cái việc này, kore ở đây nó chính là cái đoạn ở phía đằng trên mà mình đã dịch ấy. Vì cả cái đoạn là số học sinh của nhóm lượng và số học sinh của nhóm chất, thì cái tác phẩm của họ nó khác nhau ấy, và cái việc làm của họ nó khác nhau ấy. Yonde được là tôi thì gọi cái việc là, cái việc đó thì chính là cái ý chí, có cái ý chí và cái việc là có hành động, tạo ra hành động. Tono chigau là gọi đó là cái sự khác nhau giữa ý chí và hành động. Kono futatsu wa unaji you ni kikoeru ga jitsu wa unaji dewa nai. Thì hai cái này chính là cái việc là ý chí và hành động ấy, thì nó nghe, kikoeru được nghe thì có vẻ là giống nhau, nhưng mà thực chất thì nó lại không giống nhau. Iko ga reba kekaku shitari sakusen no nettari manandari suru. Nếu như mà mình có cái ý chí thì mình sẽ lập lên cái kế hoạch này, rồi mình nghĩ, suy nghĩ những cái tác chiến, hay là suy nghĩ những cái kế hoạch để hành động và học tập, manandari suru và học tập. Sore wa ii koto da ga kekka wa umidasanai. Cái điều đó thì là tốt, nhưng mà cái kết quả thì lại không được sinh ra, có nghĩa là nó không thể nào mà sinh ra được cái kết quả được. Ippo kōrō to wa kekka o motorasu koi dearu. Ngược lại thì hành động nó chính là cái hành vi mà mang lại cái kết quả. Takitai kiji no idea o 20 ko agete mo sore wa iko dearu.
cho dù là mình có ageru là có đưa ra 20 nijuko, 20 cái gì thì 20 cái idea, 20 cái ý tưởng cho cái bài mà mình muốn viết, nhưng mà cái sore wa, cái việc mà đưa ra cái ý tưởng đấy, nó chỉ là cái ý chí mà thôi. Jisai ni tsukue ni mukatte hitotsu no kiji o kaku nara sore wa koro da. Thì cái việc mà mình hướng tới cái chiếc bàn, thực tế thì là mình đi đến cái chiếc bàn này, mukatte, rồi mình viết một cái bài viết, thì nếu mà như vậy thì cái việc đó chính là hành động. Motto i daito ho o sagashi sono te no hon o yomu no wa iko. Việc mà mình tìm kiếm cái phương pháp mà giảm cân tốt nhất và đọc cái cuốn sách nó, cuốn cái sách đó ở trên tay ấy, thì nó cũng chỉ là iko, là cái ý chí. Jisai ni kenko teki na sokushi o suru no ga kodo de aru. Cái việc mà mình thực tế ăn những cái món ăn gọi là kenko teki na, những cái món ăn gọi là healthy, những cái món ăn tốt cho sức khỏe ấy, thì là hành động. Iko ga yakutatsu koto mo aru ga sore dake de kekka o motarasu koto wa nai. Thì cái ý chí thì nó yakutatsu, nó có cái tác dụng của nó, tuy nhiên nếu mà chỉ có vậy thôi, là nếu mà chỉ có ý chí thông thôi ấy, thì sẽ motarasu koto wa nai, thì sẽ không có chuyện là mang lại cái kết quả. Cái motarasu là đem lại, mang lại cái kết quả, thành quả. Kōjin trainer ni nando sōdan shite mo iko wa shintai o kitaete wa kurenai. Nếu cho dù là mình có thảo luận rất là nhiều lần với lại cô Jin Tolena là huấn luyện viên cá nhân, thảo luận bàn bạc với huấn luyện viên cá nhân rất là nhiều những lần đi chăng nữa, thì cái ý chí nó cũng cứ đây này, là nó cũng sẽ không thể nào mà giúp mình rèn luyện kitai được, là rèn luyện được cái thể chất. Undo toyu koro dake ga te ni iretai seika o motarashite kureru. Thì cái hành động gọi là undo toyu koro, cái hành động vận động hay là luyện tập, chỉ có cái hành động đấy thôi thì mới motarashite kureru, mới mang lại cho bạn được cái kết quả mà te ni iretai, mà bạn muốn có trong tay. Shūkan o minitsuketai nara daiji na no wa kanpeki o motomeru koto dewa naku kurikaeshi kara hajimeru koto da. Nếu như mà bạn muốn luyện tập hay là muốn trang bị, minitsukeru là muốn học tập, trang bị, muốn học tập cái thói quen ấy, thì cái daiji na no wa, cái điều quan trọng ở đây nó không phải là koto dewa naku, không phải là yêu cầu cái sự hoàn hảo kanpeki, mà kurikaeshi kara hajimeru koto, mà nó được bắt đầu từ cái việc là lặp đi lặp lại. Atarashi shūkan ni tsuite are kore to mirai no keikaku o tateru hichiyo wa nai. Sẽ không nhất thiết, không cần thiết phải lập một cái kế hoạch cho tương lai, are kore, lập cái kế hoạch này, kế hoạch nọ cho tương lai. Hichiyo nano wa jikko suru koto dake da. Cái điều cần thiết ở đây đó chỉ là sự jikko, là thực hiện mà thôi, đúng không ạ? Kore ga daisan no hosoku no saiso no pointo de aru. Và cái việc này nó là cái pointo, là cái điểm mấu chốt đầu tiên cho cái phương pháp thứ ba. Mazu kurikaeshi ni torikakaro. Torikakaru là bắt tay làm việc, hãy bắt đầu bằng cái việc là lặp đi lặp lại trước tiên. Thì cái daisan no hosoku no này thì nó chính là cái phương pháp thứ ba, và trong cái cuốn sách mà mình đang đọc nói về cái cách mà mình tạo ra thói quen thì nó có ba cái phương pháp khác nhau, bốn cái phương pháp khác nhau, thì đây là ba, một trong cái ba cái phương pháp đó là hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo, và hành động thì nó sẽ là cái điểm mấu chốt để tạo ra được cái thành quả trong một cái việc gì đó. Vậy là chúng mình đã vừa đọc xong cái phần trích dẫn trong cái cuốn sách mà mình đang đọc. Nó chứng minh cho cái việc là mình không nên quá là cầu toàn trong mọi thứ. Chính cái sự cầu toàn đấy lại là một cái cản trở để giúp cho mình hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn mỗi ngày. Mong rằng phần trích dẫn này sẽ tiếp tục có ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào nhé.